Vâng, mến chào quý anh chị cô chú. Thì hiện tại Tâm đang đứng trên trục đường Nguyễn An Ninh thuộc khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc. Thì cái đoạn đường này á thì mình đi ra ngoài thị trấn Cần Giuộc. Còn cái phía bên tay trái của Tâm đây á là về ngay chỗ ngã năm mũi tàu. Thì từ đây mà về Sài Gòn tầm khoảng 3 km, khoảng 15 phút á. Thì hôm nay thì Tâm xin giới thiệu với anh chị cô chú một lô đất. Đây, theo chân Tâm để vô đất ha. Mặt tiền đường này là mặt tiền đường Lê Văn Hai. Khu dân cư cũng đông đúc hơn mọi người. Mặt tiền đường nhựa luôn. Đây, theo chân Tâm đi nha. Từ ngoài đường Nguyễn An Ninh mà vô tới đất mình tầm khoảng 300 m. Đường này là 4 chỗ 7 chỗ chạy bi bu nha mọi người. Đất mình là hai mặt tiền ha, tổng diện tích là 102 m, hai mặt tiền, một mặt tiền đường nội bộ và một mặt tiền đường nhựa. Và cái đường nội bộ này là không có lộ giới nha mọi người. Diện tích của đất là ngang 5 từ cái cục điện lớn này, đây qua miếng cọc này, đây, đây miếng cọc này. Đâm quay rõ cho mọi người thấy ha. Tại cỏ lên cao quá. Chạy dài tới xuống cái mí nhà dưới luôn là 20 m. Ngang 5 giờ 20. Dân cư thì nhà san sát nhau. Đây, nhà lầu nè. Ở trước mặt đất mình thì có cái kinh. Đây, kinh đây. Thì mấy đất này chủ gửi bán là 1 tỷ 1 nha mọi người. Tổng diện tích là 102 m, ngang 5 dài 20 lẻ 5 á. Hai mặt tiền, hai mặt tiền thể hiện trên sổ luôn nha mọi người. Một mặt tiền thì đường nội bộ không có lộ giới nha. Còn mặt tiền này thì mặt tiền đường nhựa. Đất mình thì thuộc khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc. Cái lô đất này thì giá là rẻ hơn tất cả các đất mà Tâm đăng nha mọi người. Đây, cái mặt tiền này thì mình có thể là mình mua về mình xây nhà trọ ha. Tại vì gần đây là có nhiều công ty đang phát triển ha. Ví dụ như công ty Fulu nè. Điện nước thì ok. Có kinh cho mình xả nước luôn ha. Thì ở đây thì các anh chị cô chú thì khỏi phải lo, thì cơ sở hạ tầng rất là đầy đủ luôn. Thì miếng đất này nếu mà anh chị quan tâm thì gọi đến số điện thoại là 0937 629 679, gặp Tâm. Không thì xem dưới cái phần mô tả giùm Tâm ha mọi người. Vâng, thì Tâm xin kết thúc video tại đây ha. Kính chào tất cả các anh chị cô chú.